Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình. 714-898-0765. Kính chào quý khán thính giả, chúng tôi là luật sư Đỗ Hiếu Liêm. Ngày hôm nay chúng tôi trở lại với quý vị với chương trình Người Việt Luật Mỹ. Mà đây là chương trình luật pháp trực tiếp truyền hình, thành ra quý vị có thể gọi thẳng vào đài qua cái số điện thoại hiện giờ trên màn ảnh của đài là 714-893-3264, 714-893-3264 để đặt những câu hỏi về vấn đề luật pháp. Thì tôi là luật sư Hoàng Ngô sẽ tuần tự trả lời những câu hỏi của quý vị. Ngày hôm nay chúng tôi có hân hạnh có mặt của luật sư Hoàng Ngô. Luật sư Hoàng. Dạ, chào quý vị, chào luật sư Linh tối nay. Dạ, luật sư Hoàng đã từng hành nghề trong rất là nhiều năm. Và trước khi gia nhập văn phòng luật sư chúng tôi, luật sư Hoàng đã từng làm luật sư cho hãng bảo hiểm Allstate Insurance và Trial Attorney trong những cái vụ kiện về vấn đề tai nạn xe cộ, thương tích cá nhân. Thành ra ngoài khi mà ra private practice đó, thì ngoài cái lĩnh vực về tai nạn xe cộ, thương tích cá nhân, ví dụ như là chó cắn, trượt tế hàng quán hay là bất cẩn y tế, thì luật sư Hoàng còn thụ lý những cái lĩnh vực khác như là luật về gia đình, về đuổi nhà, về bankruptcy, về criminal law. Thành ra nếu mà quý vị có những cái nhu cầu trên thì có thể liên lạc với văn phòng tôi ở số điện thoại vào cuối giờ là 714-898-7579. Thì bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu những câu hỏi quý vị. Hello, tôi luật sư Liêm với luật sư Hoàng nghe đây. Dạ, xin kính chào hai luật sư mạnh khỏe. Dạ, Hoàng, tôi muốn hỏi luật sư là một người không có lập gia đình và không có con, không có làm cái di chúc nữa. Thì như vậy khi mà họ mất thì cái tài sản họ như thế nào? Thì theo cái luật mà thừa hưởng, có những cái người không có di chúc hay là tín quỹ, tức là không có will and trust đó, cái luật nó gọi là intestate law của probate court đó, thì khi mà họ qua đời, cái người đầu tiên được hưởng đó là cha mẹ của người đó. Nếu cha mất thì mẹ hưởng hết, mẹ mất cha hưởng hết. Nếu cả cha lẫn mẹ đều qua đời thì kế đó là anh em của người đó. Nếu người đó thí dụ có hai anh em thì mỗi người là phân nửa. Nếu người anh em nào vì lý do qua đời trước người đó mà để lại con, thí dụ cái người một họ, thì những người con của cái người anh em mà qua đời đó đó sẽ được hưởng đều cái phần của họ. Thì đó là cái luật về thừa hưởng như vậy. Ok. Cô còn có hỏi gì nữa không? Dạ thưa như vậy thì có nhờ luật sư làm được cái phần di chúc rồi không? Được chứ, thì vẫn có thể làm di chúc hoặc tín quỹ tùy theo. Nếu mà có bất động sản hay là tài sản theo cái probate code đó, thường thường cái small estate đó là phải dưới 166.250 đồng. Nếu mà trên 166.250 đồng mà tài sản người đó có đó, thì có thể phải qua cái thủ tục của tòa. Thành ra tốt nhất đó là nếu người đó có tài sản trên 166.250 đồng, là kể cả bất động sản lẫn động sản, thì người đó nên làm cái tín quỹ, tức là living trust. Ok, okay. Living trust. Dạ, yeah, cảm ơn cô. Ai vậy là phải lấy hẹn với luật sư không? Dạ, yeah, cô có thể gọi văn phòng để lấy hẹn. Dạ, yeah, cảm ơn cô nha. Dạ, yeah, chào cô. Hello, tôi luật sư Liêm, như luật sư Hoàng nghe đây. Hello, chào hai luật sư. Em muốn hỏi cái living trust vừa rồi bác kia bác hỏi là nếu mà cái tài sản mà cái life insurance á thì có phải cho vào cái chết không? Với cái nhà băng thì không có tiền, không có khoảng 5.000 xuống thì có phải cho vào cái chết hay không ạ? Cái life insurance đó và nhà băng hai cái nó khác nhau. Với nhà băng đó, nhất là những cái checking account đó thì không cần phải chuyển vào trong cái living trust. Nhưng trong cái nhà băng đó đó, thì nên để ai là được hưởng khi mình qua đời, nó gọi là pay on death beneficiary. Thì khi mình qua đời đó, cái người được hưởng đó sẽ được, cái người mình để là POD, pay on death beneficiary, sẽ được hưởng cái tiền ở trong cái chương mục đó. Còn cái life insurance đó, thì tùy à. Vậy cái câu hỏi của cô đó, trong cái life insurance đó, nó sẽ có ba nhóm người. Thứ nhất là cái người làm chủ, tức là cái người bỏ tiền ra để mua trả cái tiền bảo phí. Nó gọi là owner.
Thứ hai là cái người mà đó chết đó, người đó chết thì hãng life insurance trả, nó gọi là insure. Thứ ba là những người được hưởng khi cái người insure qua đời, nó gọi là beneficiary. Thì beneficiary có hai loại. Thứ nhất là primary, là người hưởng được đầu tiên khi người insure qua đời. Và contingent hay là secondary beneficiary là nếu trong trường hợp người primary qua đời cùng lúc hay là trước khi người insure qua đời, thì cái người kế tiếp á, là secondary sẽ được hưởng. Vậy cái câu hỏi của cô đó là vậy thì những người beneficiary đó là trên 18 hay là dưới 18 tuổi? Nếu những người được thừa hưởng mà trên 18 tuổi đó, ok, thì tuyệt nhiên không có chuyển cái gì vào trong cái trust hết đó, ok. Cái life insurance đó là một cái khế ước mà mình, cái người owner có với hãng life insurance, mà nói rằng là nếu tôi qua đời thì ai sẽ được hưởng. Do đó mình phải cho hãng life insurance biết ai là được hưởng khi mình qua đời. Đó là cái contract đối với cái hãng life insurance. Do đó nếu cái người owner, người insure, người beneficiary tất cả đều trên 18 tuổi thì không có lý do gì mà phải chuyển vào cái living trust hết đó. Chỉ có trường hợp có thể, nếu thí dụ nha, thí dụ tôi nè, có vợ có con, tôi mới bỏ tiền ra tôi mua cái life insurance, cái term life, tôi cũng là người insure, tôi nói rằng ok, nếu tôi bỏ tiền tôi mua, tôi là owner, tôi cũng là insure, tức là nếu tôi chết đó thì tôi sẽ để vợ tôi là cái người primary beneficiary, là cái người đầu tiên được hưởng khi tôi qua đời. Nhưng tôi sẽ để con tôi, nhưng mà chẳng may là cái người hưởng kế tiếp trong trường hợp rủi hai vợ chồng tôi cùng chết hết. Vậy thì nếu trong trường hợp con của tôi trên 18 tuổi, tôi chỉ cần để tên con tôi là cái người kế tiếp hưởng, thì khi vợ chồng tôi chết là con tôi được hưởng. Nhưng mà có những trường hợp rủi có con tôi nó dưới 18 tuổi, dưới 18 tuổi, ok, thì trong trường hợp đó nếu mà tôi có cái living trust thành lập rồi thì tôi có thể để cái trust đó, đó là cái người secondary hay là contingent beneficiary, ok. Thì để trong trường hợp đó, mà vợ chồng tôi chết đó, thì trong cái trust đó, đó tôi sẽ để ai có thể đứng ra để collect cái số tiền life insurance để nuôi con tôi khi con tới tối thiểu là 18 tuổi. Thì trong trường hợp đó đó thì yes, mình có thể để cái trust là cái beneficiary, ok. Nhưng mà đa số trường hợp đó là trừ trường hợp đặc biệt như tôi nói, nếu cái người được hưởng là dưới 18 tuổi thôi. Còn đa số trường hợp đó là mình để ai là cho hãng bảo hiểm biết là người đó được hưởng thôi, chứ không có cần phải chuyển vào trong cái trust gì hết đó, ok. Nhưng mà em muốn hỏi là khi mình làm, mình mua cái life insurance đấy, cháu bé nó chưa đến 18 tuổi nhỉ? Bây giờ nó over 18 tuổi thì không phải sửa đổi cái gì, là mình phải thế là khi mà mình có chuyện gì xảy ra thì cháu nó vẫn có thể nhận được cái ok. Yeah. Khi mà mình mua mà nó dưới 18 tuổi thì khi bây giờ nó trên 18 tuổi mình phải coi lại, mình coi lại cái policy của mình, mình coi ai là người được hưởng khi mình qua đời, ok. Mình đừng có gọi là assume, đừng có án chừng, ô nó là như vậy thôi, không cần thay đổi được. Mình cứ liên lạc với nó, mình coi lại ai là người được hưởng khi mình qua đời, ok. Thì nếu mà không đúng thì mình sửa lại. Trong cái nhà băng đó thì không phải làm cái gì, không phải để vào trong chết, hay tại vì cái nhà băng đó khi mà mình mở cái account thì người ta bảo muốn khi mình có chuyện gì thì mình để lại cho cái người này, đúng. Họ lấy họ khi mình mất thì họ lấy cái số tiền trong các account của mình được, đúng. Thì không cần phải để vào cái trust, đúng không? Dạ, không cần phải để vào trong cái trust. Dạ. Miễn là mình để ai là được hưởng khi mình qua đời thôi. Dạ. Ok. Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ, cảm ơn cô. Bây giờ đó, dạ, tôi được đài biết cho được đài cho biết là tôi với luật sư Hoàng Phương phải tạm ngưng để đài chạy phần quảng cáo thương mại, thành ra có quý vị chờ trên đường dây, giữ đường dây của mình, chúng tôi tiếp tục trả lời câu hỏi của quý vị.